ันนะแกthưa bà con, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Đây là thử thách cuối cùng, thử thách nhóm với sự góp mặt của cả ba khách mời luôn. Chúng ta sẽ gặp gỡ lại họ ngay bây giờ. Xin mời, chúng ta sẽ gặp lại anh Long Nhật, yeah, Ngọc Trâm và Xuân Nghị. Bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng khi chúng ta đến với thử thách nhóm. Và thử thách nhóm này, cái số tiền tối đa nó sẽ là 60 triệu đồng. Wow. Cũng tùy vào cái thời gian mà các anh em thực hiện thử thách như thế nào thì chúng ta sẽ có cái số tiền như thế dành tặng cho gia đình của chị Lệ. Ba anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ em sẽ trao cho một người đại diện một cái điện thoại nha. Em gửi anh Long Nhật. Không biết bấm nơi. À đúng rồi đó. Thì bấm nha. Thôi anh bấm đi. Cái điện thoại mà anh bấm lên nghe không được là sao anh Long Nhật? Vì anh cà khoai mà cà bựng hàng không chơi với anh. Cà bựng hàng không chơi với anh. Thôi anh đưa cho Trâm đi. Trâm đi. Đó, dạ, Trâm okay. Khéo léo là Trâm giữ điện thoại nha. Anh là người đàn ông không chơi vì công nghệ. Công nghệ đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào đây để coi coi thử thách dành cho chúng ta là gì. Mời chị Lệ qua đây. Bây giờ thì chị sẽ bấm vào nút thử thách nha. Bắt đầu. Thử thách là gì mời mọi người đọc. Thử thách 4. Cả ba người chơi tìm đến nơi thực hiện thử thách. Nằm trên đường số 2, ấp Thị Tư, khu trung tâm thương mại Phong Điền, Cần Thơ. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xác nhận. Mọi người ơi, tụi em mới chuẩn bị sẵn sàng. Ai dạ, 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 dạ. Và bây giờ thì các bạn chúng ta đã bắt đầu chạy đi thực hiện thử thách. Mình có xe máy và còn nếu như ai biết cái khu vực này có thể chạy theo để hỗ trợ chỉ đường cho các khách mời của chúng ta nha. Rồi lên đường, come on. Đường số 2 ở đâu ạ? Và như vậy là mình thấy là Xuân Nghị chở Ngọc Trâm và Long Nhật chạy một mình. Đường số 2 đâu vậy? Thì tôi chạy thẳng lên luôn, chạy thẳng lên luôn. Không thì tôi ở đây rồi. Bà con ai biết chạy theo dẫn đường nha. Mình sẽ không có được mặc đồ luôn ha. Đường số 2 ấp Thị Tứ ở đâu? Ủa kỳ vậy? Anh Long Nhật thì tắt vô hỏi đường, còn hai người kia chạy trước làm như biết đường vậy đó. Nè. Tới luôn. Tới luôn. Đây nè, có điện tế nghe. Alo em ơi. Bây giờ em hỏi bà con cầu Tây Đô ở đâu nha? Cái ấp này nằm gần cầu Tây Đô. Em hỏi đường số 2 ở đâu? Đường số 2. Rồi. Hỏi bà con cầu Tây Đô ở đâu? Cầu Tây Đô. Cầu Tây Đô. Cái đường này đúng không bà con? Đúng phải không ạ? Cầu Tây Đô. À, Trâm ơi Trâm, đến cầu Tây Đô quẹo phải tìm nhà bán nước mắm Phú Quốc. Đến cầu Tây Đô quẹo phải tìm nhà bán nước mắm Phú Quốc anh em nhá. Qua cầu quẹo phải đúng rồi. Nhà bán nước mắm Phú Quốc quẹo phải luôn. Phải thôi. Qua cầu quẹo phải bán nước mắm Phú Quốc. Rồi, người ta đã quẹo rồi, mừng quá, đúng đường. Bán nước mắm Phú Quốc kìa. Dạ bây giờ là phải tìm nhà bán nước mắm Phú Quốc. Ok đây rồi. Chị đây nè. Anh Lâm Nhật ơi, vô. Alo. Em ơi, bây giờ thử thách nè. Ba người sẽ nhận được nguyên liệu để làm món thịt kho hột vịt. Thịt kho vịt. Canh khổ qua. Người chơi sẽ phải sơ chế và chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ để nấu hai món này. Rồi, bây giờ mình sẽ làm hai món đó là thịt kho hột vịt và hủ qua nhồi. Đeo gắn vô. Rồi, đeo đi. Dạ, bà con đây có ai làm món này được không? Món này dễ mà đúng không? Món này quá dễ, ai cũng làm phải không? Vậy thì ai biết cái chỗ này xong. Chị tính gì chị? Rồi, chứng xong. Chị Nguyên hả? Phải dỗ qua. Alo, bây giờ nói nè. Alo. Thái thịt. À, có một cái chị tên là Nguyệt, chị sẽ chạy xuống chị phụ làm món này nha. Trâm món thịt kho hột vịt của Phong Điền, Cần Thơ. Dạ, chị Nguyệt, cắt ra trước hãy rửa, cắt ra đi. Chạy bỏ miếng nhỏ xíu, bỏ qua đi còn mình nhồi vô. Tức quá rồi, tức phải bỏ chạy bỏ phụ ta. Đúng rồi, bỏ qua đó, cắt ra. Rồi cắt đôi như vậy ra. Bắt bông, cho nó dễ kho. Bây giờ bỏ qua phụ có nấu thịt vịt nữa. Bây giờ chúng ta thấy rằng là chị Việt Hương đang hỗ trợ các khách mời của chúng ta là sắc thịt còn cắt nhỏ vậy nó mới mau chín. Ủa anh Long Nhật đang làm cắt gì nhỏ vậy mới mau chín nè, rửa cái gì đó. Còn Xuân Nghị là đang xẻ cái trái khổ qua cùng với Ngọc Trâm. Nồi đất đâu nè, cắt nhỏ vậy nó mới mau chín nè. Lửa mấy miếng nhỏ, 1, 2, 3,
4. Rồi bỏ vô. Nêm nếm đi, ai nêm nếm ngon? Anh Nhật. Anh Nhật nêm nếm vô. Bột nêm. Đường. Đường. Rồi. Xíu nước mắm mặn mặn. Đây. Tiêu. Tiêu. Họ xin tí muối đậm đà không? Có bỏ muối. Tô nước dừa, đây, nước dừa đây. Múc vô. Sao Nghĩa ơi? Chị ơi chị, có chị Nguyệt kia tới chị phụ rồi nha. Bây giờ nè, ủ qua 5 miếng, chọn 5 miếng đẹp tuyệt trần đi. Anh đẩy nắp lại, cho nó mèo. Rồi, đúng rồi. Chị ơi, ủ qua em bỏ đây, bỏ nước vô nấu được phải không? Nước dừa vô. Bỏ nước dừa, nước dừa nha. Nước dừa không? Ủ qua nấu nước dừa hả? Vậy thì thôi, để nó nước lập đi, nước lập đi. Bỏ miếng muối miếng đường vô. Miếng muối miếng đường trong canh hủ qua. Rồi được canh rồi nè, được canh rồi nè. Được canh rồi kìa. Cái gì vậy? Đây. Cái tay chị á. Năm coi chừng bọc tay thử. Xong rồi phải không? Rồi, bỏ trứng vô đây. Bây giờ bỏ vô đây cho. Ủa chứ phải bỏ nồi thịt đến bếp hả? Đặt hai món lên hai đầu quan gánh, một người gánh, hai người còn lại sẽ nấu, và chúng ta phải sử dụng củi dọc đường để nấu. Sau khi nhóm được lửa cháy thì bắt đầu di chuyển đến trạm 2. Củi dọc đường. Dạ rồi, em hiểu củi rồi. Củi dọc đường, đi dọc đường mình lượm củi nha. Nghĩa ơi, đã củi lên được măng rồi, yên tâm. Thương, củi bỏ làm sao vậy nè? Rồi. Đốt xung quanh vậy hả? Phải vậy không em nghĩ bỏ không phải nè, củi này là anh với chị là phải vừa đi vừa châm á. Trời ơi, vừa đi vừa châm là hơi bị khó luôn á. Ok rồi, củi lên đi. Vừa đi vừa giữ như thế hả? Máy điện thoại. Đúng rồi. Chị nè, chị nghe đây. Alo chị, bây giờ nói mọi người là phải đi đến nhà cô Út gỡ bán bún. Từ cầu Tây Đô, rẽ phải đến cống Rạch Bần, đi thẳng đến cảng Gạch ở ấp Nhân Thọ 1, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Nhà cô Út gỡ bán bún ai biết kỹ em? Bà con biết rồi phải không bà con? Mày cô Út gỡ. Tức là phải anh cầm cho cháy cái mạnh lên đi, anh sẽ không mạnh cho anh. Suốt dọc đường đi. Cho em cầm thêm cái chai. Đây là hơi khó. Cẩn thận nha. Đi đi mọi người ơi, đi. Trời ơi, thử thách này đúng thật là khó quá mọi người ơi. Thì số lượng ít quá. Tức là em tưởng là cái có cái lò bên dưới mà không nha. Không có cái lò mà người chơi phải cầm. Thêm dầu cái nhanh 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 lắm Nhật ơi. Em nghĩ là đứng yên một chỗ cho nó sôi trước đi. Đúng rồi. Cho nó sôi trước đi. Đúng rồi. Cho nó sôi trước đi anh. Đi. Cứ đi cái đã. Đúng rồi, bé chỉ ở đây. Alo chị ơi, bây giờ vậy nè, đến nhà cô Út, cứ đi đến nhà cô Út đi rồi mình kiểm tra xem món ăn chín chưa. Nếu chưa chín thì mình sẽ kiếm củi mình nấu tiếp tại nhà cô Út. Đi luôn nhá, đi nhanh nhá. Đi nhanh đi, nhanh quan trọng hơn. Bếp Nhật gần sôi rồi nè. Bếp Nhật sôi rồi kìa. Bên này sôi rồi. Chưa nói là một bếp sôi rồi nha quý vị. Rồi anh Nhật anh làm hay lắm, sôi rồi. Đổi đi, em cần cho anh nhanh gánh đi. Nãy giờ Ngọc Trâm gánh một đoạn cũng khá xa rồi, mệt. Bây giờ đổi vô anh Long Nhật. Anh Long Nhật sẽ gánh tiếp. Bên giờ cái Ngọc Trâm là lúc nãy anh Nhật làm sôi rồi đó. Hiện nay thì các khách mời của chúng ta đang rất là cố gắng để gánh hai cái nồi thức ăn này đến nhà của cô Út gỡ. Gần tới như vậy mọi người ơi. Việt Hương. Dạ gần rồi. Trời ơi cay mắt quá. Mồ hôi vô con mắt. Chăm cố lên. Dạ.
giam. Bây giờ mọi người thấy là lửa cho các thành viên chúng ta chính đang cố gắng vừa đi vừa chụm lửa để nấu chín hai cái nồi thức ăn. Tới cái nhà rồi. Trời ơi, tới cái nhà rồi. Tới nhà rồi. Ai mà con ơi. Cây số. Ô quái ơi. Mệt rất. Trời ơi quái giúp giả. Cuối cùng khách mời cho một bếp trời ơi. Đường quái đến nhà cô Út gỡ. Trời ơi bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại mang ơn. Bà ngoại nó cho mượn cái bếp hỏng chính cho nấu luôn. Dạ. Trời đất ơi bà ngoại trời bà ngoại số 1 luôn. Bà ngoại cho mượn cái bếp luôn. Trời bà ngoại cho hết bây giờ hả? Cho mượn bếp nha. Hạ số 19 không? Ê đút củi vô đây luôn. Nghỉ. Khi đến nhà cô Út thì kiểm tra xem món ăn đã chín chưa. Nếu chưa chín thì phải kiếm củi để nấu tiếp. Nhà bà ngoại đang nấu bánh tét. À cái nồi bánh tét xuống rồi. Trong nhà còn bếp không chị ơi? Đây, trong nhà còn bếp đang nấu gì chồng bà ngoại? Là đang có sẵn một cái bếp lửa. Trời ơi bà ngoại sáng nấu bún kia giờ chiều nấu bánh tét. Gia đình cũng đang chụp đang nấu gì đó. Cho nên là khi vừa là đến là mình kê cái nồi của mình lên mình nấu luôn, không cần phải tốn thời gian chụp củi nữa. Trong nhà còn bếp không cho chị đun nồi nữa đi chứ không phải là không được đâu. Đun nồi trong bếp được không? Bếp ga. Cho con bếp ga được không? Có không? Có không? Cho con mượn cái bếp ga. Bên này có bếp không? Xem mượn em không có. Con. Ok. Đi coi giùm anh cái. Vì bà con, vì bà con, bà con. Nghiêng. À. Mình thấy là Ngọc Trâm đang chạy vô cái nhà đối diện mượn cái bếp khác, bếp ga. Để mà nấu thêm cái nồi này nữa. Ôi sôi rồi khoan sôi rồi được rồi. Trời món kia luôn là mình nãy ra luôn chị. Ok sôi rồi. Đâu xem cái đĩa hay cái này. Rồi có canh là được. Rồi, chín rồi. Chín rồi. Đây, thịt kho vịt. Có canh ở đây. Ok. Canh lên luôn. Yeah! Chín canh rồi. Mã số nè. 3515. 3515. 3515. 26.813.172 đồng.